Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với S News và hãy cùng với mình cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Sau khi xác nhận thông tin chia tay bạn gái là Ngân sát thủ, thì mới đây Virus đã lên tiếng rằng mình đáng là người bị chỉ trích nhiều hơn. Sau khi thông tin Ngân sát thủ và Virus đã đường ai nấy đi sau 5 năm 1 tháng và 3 ngày yêu, thì rất nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối. Bên cạnh đó thì nhiều ý kiến cũng chỉ trích Virus cho rằng anh là người quá ích kỷ trong chuyện tình yêu. Và giữa thời điểm ồn ào này thì chàng streamer đã có đoạn chia sẻ dài như sau. Tớ là người như thế nào, mọi người cũng biết và tự đưa ra đánh giá từ bản thân mỗi người. Tớ là người cư xử như thế nào trong chuyện tình yêu, mọi người chắc cũng tự đưa ra đánh giá được. Tớ tốt hay tệ, đẹp hay xấu, mỗi người sẽ có một nhận định riêng nữa. Đối với tớ, Ngân là người tuyệt vời, giỏi và tốt bụng. Mọi người biết đấy, chuyện tình cảm mà, chúng ta chẳng thể nói được trước điều gì trong tương lai cả. Chuyện tớ và Ngân dừng lại là cả hai không hề muốn, cả hai đều nhận được những tình cảm chân thành nhất, hết mình nhất và đẹp nhất trong quãng thời gian yêu nhau. Bọn tớ cũng đã gặp, nói chuyện và trao đổi thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra quyết định. Virus cũng cho biết rằng, dù kết quả của mối quan hệ giữa mình và Ngân như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn hỗ trợ hết mình trong cuộc sống, đối với vai trò là một người bạn. Trước những luồng ý kiến trái chiều, Virus khẳng định rằng mình vẫn ổn và cho rằng anh nên là người đáng bị chỉ trích nhiều hơn, tập trung nhiều hơn, đáng trách nhiều hơn nữa. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày.